Hello mọi người nha, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình là Gà Nguyễn đây. Đầu tiên thì mình xin chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng luôn nha. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn cách đi lấy cái kiếm Gengoku nha. Thì mấy bạn cùng đi theo mình nha, mình sẽ đi đến cái map là Lâu Đài Băng nha mấy bạn. Đó, mình sẽ hóa Phật tổ để mình lội dưới nước để nó không có bị chìm, nó không có mất máu ha. Thì cái map Lâu Đài Băng là mình sẽ đi qua cây cầu xong mình quẹo tay phải xong rồi mình chạy thẳng luôn nha mấy bạn. Đó, trước mặt các bạn là hai cái hòn đảo mà mình lấy Super Human đó các bạn đi thẳng luôn nha. Và sở dĩ mình làm clip này á, là trên kênh của mình có một bạn này yêu cầu mình làm á các bạn. Mà ấy bình luận là anh đi kiếm cây kiếm Gengoku đi ạ, qua đảo có con boss Đô Đốc Băng để kiếm chìa khóa ẩn rồi đi thẳng về trái rồi mở đó các bạn. Đó. Đó, nhưng mà cái kiếm Gengoku bạn này viết Chiku nó hơi sai tí xíu nha, nhưng mà thôi kệ đi không sao. Rồi thì trước mặt các bạn chính là cái map Lâu Đài Băng nha các bạn, thì trong đó nó sẽ con boss Đô Đốc Băng. Và mình đã có tham khảo thì đánh con boss đó với lại là mình đánh mấy con quái vòng vòng thì nó vẫn có tỷ lệ gan nha các bạn, nhưng mà đánh quái vòng vòng á thì cái tỷ lệ gan nó sẽ thấp hơn nha. Rồi ok, thì nói chung là bữa nay mình mới làm chứ thực sự là mình cũng làm lâu lắm nữa các bạn. Mình đi mình quýnh đâu cả trăm cái con Đô Đốc Băng rồi đó mà nó không ra các bạn. Và hôm nay mình đã ra được rồi cho nên là mình quyết định mình làm một clip này mình chỉ các bạn đó, chứ không thôi cũng chả có clip đâu. Cái này là mình bình luận lại các bạn đấy. Thì khi các bạn vô đây nè, các bạn đó, trên đây có con Đô Đốc Băng, các bạn thấy chưa, bạn sẽ vô đó bạn đánh nó và nó sẽ cho mấy bạn là cái chìa khóa ẩn và chìa khóa thư viện nha. Nó sẽ có tỷ lệ gớt hai chìa khóa đó, nhưng mà nó sẽ gớt cái tỷ lệ là chìa khóa thư viện rất là cao, nó toàn là ra chìa khóa thư viện thôi, không biết là cái ạc mình chui hay là sao nữa các bạn. Đó. Mình quýnh với con này nè, nói chung là khi mình các bạn quýnh xong đúng không mà mấy bạn không nhận được chìa khóa gì hết nè thì mấy bạn hãy đổi server khác nha. Mấy bạn bấm vô cái chữ máy chủ này nè đó, xong mấy bạn thấy chữ lọc tên miền không, mấy bạn bấm vô chữ tên miền đây, mấy bạn với chữ h với chữ o có nghĩa là Hồng Kông các bạn, nhưng mà h chữ o là nó nổi lên này đó, thì mình sẽ kiếm những cái server này thì mình sẽ dễ vô hơn. Khi mà các bạn không tìm những server như vậy thì nó sẽ khó vô lắm, kiểu toàn server đầy không à. Các bạn bấm chữ H do giống mình vậy đó, nó sẽ ra những cái server ít người á. Và mình sẽ đổi server, mình tìm con Đô Đốc Băng mình quýnh hoài gì đó, đánh khi nào ra thôi. Đó, nhưng mà hôm bữa tôi cấp mới có 1.400, 1.500 gì đó mà tôi quýnh cả trăm con mà nó không ra luôn các bạn à, thực sự rất là cay cú luôn. Đó, và khi mà tôi lỡ biết ra được rồi thì tôi có một số kinh nghiệm để mà chỉ cho những bạn mới chơi ha. Nói chung là cũng chả có kinh nghiệm gì đó các bạn, nạp tiền vô. Mình thì mình không cần nạp tiền tại vì mình hôm bữa mình đổi trái ác quỷ các bạn, mà đổi cho điều khiển mình được cái gamepad x2 tỷ lệ gất độ thì chùm đó, cho nên là bây giờ mình rất là hên, mình quýnh phát là nó ra liền à. Còn mà mấy bạn chưa có cái đó thì mấy bạn quýnh khó ra quá thì chịu khó nạp tiền vô các bạn. Nạp gamepad vô nhà mấy bạn mua là nhanh lắm, mua x2 tỷ lệ gất phẩm thì chùm đó là chìa khóa thư viện các bạn thấy chưa, nó rất là dễ ra chìa khóa thư viện, còn cái chìa khóa ẩn thì nó sẽ rất là khó ra nha. Chìa khóa thư viện này thì mình mở cái thư viện bên tay trái các bạn, mình cho các bạn xem là cái chìa khóa màu xanh này nè, nó là không phải nha, chìa khóa này là chỉ mở cái cửa bên tay trái này là để mà học cái chân đá V2 sao á, mình cũng không gành nữa, để mình qua đây cho các bạn xem, nó nằm ở ngoài đây nè, đó. Ê, từ. Đó, mà mấy bạn sẽ mở cái cửa này nè, nhưng mà mình đã mở rồi cho nên nó mở thằng quát rồi, còn mấy bạn chưa mở thì nó còn nguyên à. Bạn lụm đi chìa khóa đây, bạn mở luôn đi nha. Thì mình nghĩ là cái này là chân đá, là chân lửa V2 đó, nhưng mà mình phải có thông thạo 400 thì mình có thể nâng được. Rồi ok, thì nói chung là mấy bạn có chìa khóa này cũng chả có làm gì được đâu, các bạn có thể xuống dưới mấy bãi quái này nè đó. Các bạn farm quái ở đây nè, nó cũng có tỷ lệ gất cái chìa khóa ẩn nữa nha các bạn. Và farm quái bên kia cũng có tỷ lệ gất chìa khóa ẩn luôn. Thực sự là mình kiếm cái kiếm này cũng rất là gian nan luôn á các bạn. Đó, mình cái này là mình quýnh lần đầu tiên luôn nè, mình vừa có cái X2 chùm á là mình vô mình đánh á. Mình đánh chết con chùm này xong rồi bắt đầu mình mới quay trở ra mình quay video rồi mình bình luận lại từ đầu cho các bạn xem luôn á. Chứ thực sự là mình quýnh có một lần là nó ra luôn các bạn. Khi mà mình có X2 tỷ lệ rất độ dù chùm á, xong mình quýnh một lần nó ra luôn á. Đây là chìa khóa ẩn nè, ra một phát hai chìa khóa luôn. Ok,
kiểu tôi cắt ghép các bạn, tôi đánh ra xong rồi tôi bắt đầu tôi làm video chỉ từ đầu á. Rồi ok, thì cái chìa khóa ẩn này các bạn, mình quấn một con một, khi mà mình mua X2 rất đầu từ chùm mình quấn một con mà nó ra luôn á. Đây để tôi cho các bạn xem nha, cái chìa khóa màu xám nha các bạn, đậu xanh á, bữa không có X2 cái kia rất đồ á, quấn cả trăm con nó trả ra được luôn, tức một cái nha. Đây đó, thì khi mà các bạn có chìa khóa rồi đúng không, thì mấy bạn sẽ đi qua bên tay phải, chứ đi qua tay phải xong đi thẳng vô đây, cái cầu thang này chả thấy đường vô nhưng mà mình lại vô được nha. Đó đó là mình đã lấy được cái kiếm gen cu cu rồi mấy bạn ơi, lấy ra coi rất là ngầu và xịn sò nha. Nói chung là mình nhìn cái kiếm là mình thấy thích rồi đó bạn, nó rất là đỏ, nó nhìn nó đẹp không, hiệu ứng nó cũng khá là đẹp nha. Nhưng mà mạnh hay không thì mình không biết, tại mình không có đánh bằng kiếm, mình chủ yếu là mình dùng tay đấm không à, mình đánh super human rồi đó bạn. Rồi ok, thì nói chung là cho các bạn coi nó đẹp hay không thôi, chứ mình test sức mạnh đó thì mình cũng chả biết nó mạnh hay yếu đâu, tại vì mình đâu có nâng kiếm đâu. Ok, và clip mình ở đây là hết rồi. Nếu như các bạn thấy clip mình hay và giúp ích cho các bạn cho xin một like cũng như là một lượt đăng ký kênh, một chuông thông báo để giúp cho kênh mình ngày phát triển nha. Xin chào.